Xin chào các bạn nhỏ của trường tiểu học Chu Văn An. Chào mừng các con đã đến với lớp học âm nhạc. Một năm học mới đã bắt đầu rồi. Tuy rằng chúng ta không thể đến trường vì dịch Covid-19, nhưng cô tin rằng khi ở nhà các con vẫn sẽ nỗ lực học tập thật tốt, đúng không nào? Tiết học âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một bài hát rất ý nghĩa trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Đó là bài hát Khúc Hát Đôi Bàn Tay, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe bài hát này nhé! Vừa rồi, các con đã được lắng nghe bài hát Khúc Hát Đôi Bàn Tay với giai điệu vui tươi và lời ca vô cùng đáng yêu, đúng không nào? Bây giờ, cô mời các con ngồi thẳng lưng và cùng nhau học bài hát này nhé! Bài hát này, cô sẽ chia thành 4 câu. Các con cùng cô đọc và vỗ tay theo phách nhé! Câu 1. Hai bàn tay chúng ta đẹp như hai bông hoa, biết làm bao việc tốt, viết chữ đẹp và múa ca. Câu số 2. Yêu quý đôi bàn tay, không để tay nghịch bẩn, luôn giữ gìn vệ sinh là giữ sức khỏe chính mình. Câu số 3. Bàn tay sạch là bàn tay thơm, hãy rửa tay cho kỹ trước khi ăn cơm. Câu số 4. Bàn tay sạch qua dòng nước mát, lau khô rồi cầm đũa, ăn càng thấy ngon. Tiếp theo, chúng ta sẽ học hát từng câu. Các con hãy lắng nghe cô hát mẫu nhé! Hai bàn tay chúng ta đẹp như hai bông hoa, biết làm bao việc tốt, viết chữ đẹp và múa ca. Yêu quý đôi bàn tay, không để tay nghịch bẩn, luôn giữ gìn vệ sinh là giữ sức khỏe chính mình. Bàn tay sạch là bàn tay thơm, hãy rửa tay cho kỹ trước khi ăn cơm. Bàn tay sạch qua dòng nước mát, lau khô rồi cầm đũa, ăn càng thấy ngon. Và bây giờ chúng ta cùng nhau hát lại bài hát này nhé!
Trong tình hình dịch Covid-19 mỗi lúc một diễn biến phức tạp, bài hát khúc hát đôi bàn tay đã trở thành nguồn cổ vũ, tiếp thêm tinh thần chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Ở nhà, các con hãy luyện tập hát bài hát này thật tốt nhé! Và luôn nhớ, thường xuyên rửa tay thật sạch để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cố chúc các con luôn khỏe mạnh và nghe lời ông bà bố mẹ nhé! Chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau!